Gốc bếp gia đình chị Tư mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và hôm nay thì Tư mời các bạn cùng gia đình Tư chúng ta dùng điểm tâm sáng nha. Thì giới thiệu với các bạn, đây là tô hoành thánh nhồi thịt mà Tư nấu chung với lại bò viên và xương heo các bạn. Và buổi sáng thì mình chỉ cần ăn một tô hoành thánh như vậy thì đủ chất dinh dưỡng để làm việc, đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc rồi đó các bạn. Thì để chế biến món này, mời các bạn cùng Tư chúng ta vào bếp nha. Và đây là tất cả thành phần nguyên liệu nè: huyết heo, củ cải trắng và 1 kg xương giò heo nha các bạn. Đây là 1/2 kg gai bò viên nha, 3 lạng rưỡi thịt heo xay nè. Và Tư có mua 1/2 kg hoành thánh nha các bạn. Gia vị thì gồm có hẹ, hành lá, ngò rí, hành tím và ớt nha, đường, muối, còn có cả bột ngọt, hạt niêm, và sử dụng nước mắm ngon 40 độ đạm ha các bạn. Còn đây là tiêu nè, mình nêm nếm trong cái tô hoành thánh mình cho nó thơm hơn á. Và bây giờ chúng ta bắt đầu công việc chế biến nha. Bây giờ thì Tư sẽ băm nhuyễn cái hành tím này ra nha các bạn. Một lát Tư trộn chung với lại thịt để cho nó thơm phần nhân ha. Bây giờ Tư sẽ cho cái phần thịt heo xay ra tô nha các bạn. Và Tư cho vào đó hơn một muỗng hành tím băm nhuyễn ra nè. Và nêm vào trong đó 1/2 muỗng canh hạt nêm nha, 1/2 muỗng canh bột ngọt luôn nè. Và tiếp theo thì Tư sẽ cho vào đó là 1/2 muỗng canh đường luôn. Thì mình chỉ nêm như vậy thôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ rắc thêm một ít tiêu nữa để cho cái phần thịt heo xay của mình nó được thơm hơn á. Và bây giờ tôi sẽ trộn đều cái tô thịt này lên nha. Và tôi để nó qua một bên. Bây giờ mình đi làm công đoạn khác. Một lát mình sẽ quay trở lại và mình gói bánh hoành thánh ha các bạn. Và để cho cái phần nước dùng của mình nó được ngọt thanh hơn á các bạn, thì tôi có dùng vô đó là khoảng 3 củ cải các bạn. Thì chắc cũng phải cả tầm 1/2 kg ha. Còn đây là hài hẹ nè, tôi sẽ sắp nó ra từng khúc, lát mình cho vào trong cái tô hoành thánh luôn. Còn đây là hành lá, hẹ và ngò rí, tôi cũng sắp ra luôn nha các bạn. Hành ngò và hẹ để một lát mình cho vào trong tô hoành thánh và mình dùng chung nó sẽ rất thơm và ngon nha các bạn. Thì đây là cái nồi nước dùng mà tôi đã nấu sôi rồi, tôi cho vào đó khoảng 1 muỗng cà phê muối nha. Và bây giờ tôi sẽ thả hết cái phần xương heo và giò heo vào, là tôi sẽ trụng sơ qua thôi nha các bạn, để cho phần xương của mình nó được sạch á. Sau đó tôi sẽ vớt ra và bỏ vào trong cái nồi nước lạnh và tôi rửa qua lại cho nó sạch đi. Tận dụng lại cái nồi nước sôi đó và tôi thả luôn cái phần bò viên và huyết vào, tôi cũng trụng sơ qua để cho cái phần đồ bổ của mình nó được sạch sẽ hơn ha. Huyết sau khi luộc xong rồi thì tôi sẽ xắt miếng vừa ăn như vậy nha. Và bây giờ tôi sẽ thả hành tím lúc nãy mình băm vào trong cái nồi và tôi thắng mở hành nha. Nó để mình lấy cái nước dùng của mình cho nó thơm á. Tiếp theo thì tôi thả thêm vài ba cái củ hành tím đập dập vào để khử cái mùi xương heo luôn và cho cái nước dùng mình nó thơm hơn ha. Và bây giờ thì tôi sẽ thả hết cái phần xương heo và giò heo vào ha. Sau khi mà xương heo giò heo nó đã gần chín rồi đó thì tôi sẽ nêm vào đó là 1 muỗng canh muối nè, 1 muỗng canh bột ngọt và 4 muỗng canh hạt nêm luôn. Thì gia đình nào ăn được bột ngọt thì cho, không thì thôi nha các bạn. Kế tiếp thì tôi sẽ nêm vào trong cái nồi nước dùng này là 4 muỗng canh đường luôn nha các bạn. Thì cái phần nước dùng này là mới đầu nấu thì tôi sẽ để 1 lít 6 nước. Nhưng mà sau khi thời gian mình nung nấu thì nước nó cạn xuống còn 1 lít 4 nước là vừa đủ ha. Bây giờ tôi sẽ nêm vào trong đó khoảng 2 muỗng canh nước mắm ngon nữa. Khi mà cái nồi nước dùng của mình nó gần chín rồi đó, gần xong hết rồi thì tôi sẽ thả luôn cái phần củ cải trắng vào để cho cái nước dùng của mình nó ngọt và nó thanh hơn ha. Đồng thời tôi sẽ vớt bỏ cái bọt ở trên cái nồi nước dùng này đi để cho cái phần nước dùng mình nó được trong hơn và nó ngon hơn ha các bạn. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ đi phi hành tím nha. Cái tô hoành thánh mình nó phải có hành tím phi bỏ lên thì nó sẽ rất là thơm ha. Hành tím sau khi nó đã vàng như vậy thì tôi sẽ tắt bếp nha các bạn. Công đoạn kế tiếp là quan trọng nè, tôi sẽ đi gói hoành thánh nha. Thì cái miếng hoành thánh nó vuông vức bằng lòng bàn tay như vậy nè. Cho tôi sẽ cho một cái ít thịt vào trên giữa lòng hoành thánh nha. Thì tùy ở các bạn muốn cho nhân nhiều hay nhân ít là do các bạn ha, mà tôi nghĩ là cái viên thịt nó vừa phải thôi. Chứ nếu nó bự quá thì cái phần hoành thánh của mình khi cuốn lại nó sẽ bị bể nha các bạn và nó không có kín. Hơn nữa là cái phần hoành thánh mình khi mình trụng sơ qua nước sôi á, mình nấu qua nước sôi á thì nó lại không chưa chín thịt nữa thì bánh nó đã bị nhão rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho tiếp cái viên thứ hai nha, tôi cho phần thịt vào trong chính giữa cái bánh hoành thánh nè. Sau đó tôi sẽ áo đều 4 cái góc của bánh hoành thánh bằng cái nước á,
để cho cái mấy cái cánh của bánh bình thánh đó, nó dính lại với nhau ha, nó sẽ dễ làm cho giúp cho mình dễ làm hơn ha. Nó bây giờ tôi gấp lại nè, nó ra hình cái viên thỏi vàng á. Thì với cái bánh bình thánh này nè, các bạn cũng có thể làm nhiều kiểu lắm, các bạn cũng có thể túm nó lại tròn cũng được, cũng không nhất thiết phải làm theo cái dạng này đâu, nhưng mà tôi thì tôi quen rồi làm đó giờ, thành ra là thôi tôi làm cho nó nhanh đó. Và bây giờ tôi sẽ quấn đều hết cái gói hoành thánh này nha, khoảng nửa ký hoành thánh chắc cũng được khoảng gia đình tôi chắc cũng phải được 6 6 7 tô á. Sau khi hoành thánh đã cuốn xong rồi thì tôi sẽ nấu nước sôi ha, và trong cái quá trình nước sôi này là tôi sẽ thả vào một ít dầu ăn nha các bạn, để tránh cho tình trạng khi mình luộc hoành thánh á, mà không có dầu ăn á, thì hoành thánh nó sẽ dính chùm lại với nhau khó tách lắm á. Cho nước một ít dầu ăn vào trong cái nước sôi như vậy nè, thì hoành thánh lát khi nó chín các bạn dễ vớt ra lắm và nó cũng không có dính lại với nhau. À, hoành thánh sau khi nó chín thì các bạn nó sẽ nổi lên trên mặt nước ha, và cái thịt của nó sẽ trong trong lại, và cái miếng cái vỏ hoành thánh cũng trong lại, và bây giờ tôi sẽ vớt ra nha các bạn. À, nhìn những cái viên hoành thánh nó nhìn nó rất là ngon hấp dẫn ha, những cái viên hoành thánh này thịt trong đó thì nó cũng đầy đủ chất dinh dưỡng rồi đó. À, và bây giờ tôi sẽ thả luôn cái phần bò viên vào trong cái nồi nước dùng ha, khi mà chuẩn bị múc ra ăn tôi thả bò viên vào trong cái nồi nước dùng nè. À, nấu sôi lại lần nữa. À, tiếp theo thì tôi sẽ thả luôn cái phần đầu hành vào trong nồi nước dùng ha, để một lát mình ăn mình múc ra. Tiếp theo thì tôi sẽ cho một ít giá vào trong tô ha. À, và công đoạn kế tiếp thì tôi sẽ cho những cái viên hoành thánh này vào trong tô nè, thì mình ăn nhiều hay ăn ít á, thì mình cứ việc bỏ theo tùy thích của mình ha. Hoành thánh sau khi đã được cho vào trong tô rồi thì tôi sẽ múc bò viên bỏ vào trong ha, bởi vì bò viên này là size nhỏ chứ không có size lớn, thành ra tôi để nguyên viên như vậy tôi cho vào trong tô luôn, ăn cho nó ngon. À, kế tiếp thì tôi thả huyết vào, hoành thánh có huyết thì ăn cũng rất là thơm và ngon. À, kế tiếp là những cái củ cải trắng nha các bạn, và bây giờ là tôi sẽ múc đầu hành cho vào luôn nè. À, kế tiếp thì tôi sẽ chan cái nước dùng vào trong cái tô hoành thánh của mình nha. Cái mùi nước dùng nó thơm lắm. À, thì cái nồi nước dùng này tôi nấu có khoảng 1 lít tư nước ha các bạn. Thì cái nước dùng của mình đó, nó ngọt, nó đậm, nó thanh và nói chung là ăn cũng rất là tuyệt vời á. Thì cái này là tư nêm nếm theo cái khẩu vị ăn của gia đình tư nha. À, tôi chỉ chia sẻ cách làm thôi, thì bạn nào có thể không thích cái kiểu nêm nếm thì các bạn có thể tự điều chỉnh theo cái khẩu vị ăn gia đình mình ha. À, bây giờ tôi sẽ thả hành ngò và hẹ lên trên cái tô hoành thánh luôn nha các bạn. Không thể thiếu đó là hành phi nha, hành phi thả lên trên tô hoành thánh thì cái mùi nước dùng nó sẽ thơm hơn đó các bạn. À, rắc thêm một ít tiêu nữa thì cái tô hoành thánh của mình thật là đặc sắc ha, vài lát ớt lên trên nữa đó. Như vậy là tư đã có được cái tô hoành thánh nè, vừa có xương heo, vừa có bò viên, vừa có thịt heo xay nữa. À, quá là tuyệt vời luôn, thì đầy đủ chất dinh dưỡng cho một buổi sáng làm việc đó các bạn. Chan vào đó một ít tương ớt nữa thì cái tô hoành thánh của mình là đủ vị luôn ha. Và nếu như mà các bạn không thích cho tương ớt vào trong cái tô hoành thánh như vậy nè, thì các bạn cũng có thể lấy một cái chén nhỏ ha, và mình cho tương ớt ra ngoài. À, để thì trong cái quá trình mình ăn hoành thánh đó, mình có thể mình chấm với bò viên nè, chấm với huyết hoặc xương heo cũng rất là ngon luôn á. Và cái cách nấu hoành thánh này cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Thì các bạn có thể tham khảo và mình nấu cho gia đình mình những cái bữa điểm tâm sáng hoặc là trưa chiều gì đó mình thay cơm ăn cũng cũng ngon mà cũng bổ dưỡng nữa. Thì tôi cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Góc Bếp Gia Đình Chị Tư nha. Nếu video tôi chia sẻ có hữu ích các bạn nhớ đừng quên nhấn like cũng như là chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.